Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, quay qua một cái bên cho họ nụ cười. Shalom, shalom. Chào tất cả các bạn con cái Chúa của ta nha. Có thắng chủ đề của thắng chúng ta là lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng. Chúng ta không thể nào ảnh hưởng người khác nếu chúng ta không có được sự trưởng thành, không có lớn thế nào. Nếu chúng ta muốn ảnh hưởng gia đình của mình, chúng ta cần phải có sự trưởng thành trong cái đời sống của chúng ta. Và điều đó là chia sẻ chúng ta trong những tuần qua, nếu sự trưởng thành chúng ta cần phải đồng để sâu trong đời sống của Thầy Chúa, đồng để sâu trong lời của Chúa. Chúng ta cần phải để lời của Chúa được phát triển ở trên đời sống của chúng ta và nó sẽ ảnh qua cách sống của chúng ta. Và chúng ta có đến một đời sống mà chúng ta muốn rằng trưởng thành, chúng ta muốn mạnh mẽ, chúng ta muốn sống đạt thắng. Chúng ta phải là người có một cái đời sống bền vững, steadfast. Có những chiếc tàu người ta gọi là steadfast, có nghĩa là tàu đó nó đi trên biển dù sóng gió, dù bão tố nhưng mà nó vẫn đi được. Do đó đời sống chúng ta cần phải tính chuẩn trước những cái biến cố, những cái khó khăn của đời sống của mình. Và hôm nay chúng ta nói đến thái độ tốt, chiến thắng mọi người cảnh. Anh em quay qua người bên thái độ tốt, chiến thắng mọi người cảnh. Chúng ta đứng lên và chúng ta đọc cái thánh của Giuse là câu 6 và câu 7. Giuse 1 câu 6 và câu 7. Con hãy mạnh dạn và căng mạnh lên, vì con sẽ lãnh đạo dân này vào vùng đất ta đại ban cho tổ của họ. Con hãy mạnh dạn và cực kỳ can đảm, hãy cẩn thận vâng giữ tất cả các luật mà Môi-se đầy cỡ ta đã truyền cho con. Đừng xây qua bên hữu và bên tả, nó hầu con được thành công bất cứ nơi nào con đến cũng là được. Con hãy mạnh dạn và can đảm lên, thì con sẽ lãnh đạo dân này vào vùng đất mà ta đề ban cho tổ của họ. Con hãy mạnh dạn và cực kỳ can đảm, hãy cẩn thận vâng giữ các quy luật mà Môi-se đầy cỡ ta đã truyền cho con. Đừng xây qua bên hữu hoặc bên tả, ngõ hầu con được thành công bất cứ nơi nào còn đến. Đại Chúa có cầu nguyện cho đoạn kinh thánh này, những hai câu kinh thánh này nó được thể hiện trên đời sống của chúng con một cách rất là hiển nhiên. Con cầu nguyện cho hai câu kinh thánh này là hai câu kinh thánh và nó sẽ là một câu quan trọng trên cuộc đời của chúng con, để chúng con đi đến đâu chúng con thì được thành công. Những khó khăn, những nghịch cảnh, những quả nạn nào trước mặt chúng con đều vượt qua bởi vì con biết Chúa ở với chúng con. Và con cầu nguyện để cho đời sống chúng con luôn luôn nhận biết rằng bởi vì Chúa ở với chúng con, cho nên chúng con cần phải vững tin nơi Ngài, chúng con cần phải mạnh mẽ, cần phải can đảm lên để chúng con thể vượt qua mọi nguy nan, mọi khó khăn, mọi nghịch cảnh con cao với Chúa. Và chúng con cũng theo cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Ok, mời chúng ta chọn chủ đề chúng ta hôm nay: muốn có đời sống mà vững vàng, muốn có đời sống đối diện với tất cả những nghịch cảnh và chúng ta không bị lung lay, không bị trao đảo. Một điều rất là quan trọng đó là thái độ. Thái độ là gì? Thái độ là cách chúng ta ứng xử, cũng dựa trên động lực ở bên trong của chúng ta, nó gồm cái lối suy nghĩ, cái tư duy của chúng ta, đó là giá trị cá nhân của chúng ta và mục tiêu của chúng ta. Ngày hôm nay khi chúng ta đi làm thì những công ty chọn chúng ta nó dựa trên hai cơ bản này. Cơ bản thứ nhất đó là kỹ năng, có nghĩa là chúng ta muốn làm cái điều gì đó, họ muốn chứng minh chúng ta có kỹ năng, chúng ta có kinh nghiệm để làm việc đó không. Cái người nào mà có kỹ năng nhiều, có kiến thức nhiều, có cái tài năng nhiều thì người đó sẽ được lương cao. Nhưng mà không phải chỉ kỹ năng người ta đòi hỏi chúng ta, mà họ đòi hỏi thái độ của chúng ta. Có những người họ có kỹ năng cao nhưng mà họ không có thái độ tốt, khi họ đi làm họ xung đột với người này, xung đột với người kia, và họ làm cái chỗ làm lộn xộn hơn, cho nên những người chủ sẽ không có hài lòng về những người này.
nên luôn luôn ở trong chỗ làm người ta tìm kiếm thứ nhất đó là thái độ và kỹ năng làm hai điều tiên yếu cho họ chọn. Có những người mà có tài năng nhưng mà khi họ kiểm tra lại và những người này không có thái độ tốt, họ sẽ không thể hướng của họ sẽ đuổi người này sau khi một thời gian làm việc. Cho nên thái độ đóng một vai trò rất là quan trọng. Có một câu nói trong tiếng Anh đó là attitude is everything, có nghĩa là thái độ là tất cả. Thái độ có thể cái thái độ chúng ta sống có thể đem hạnh phúc cho gia đình của chúng ta hay là chúng ta làm cho gia đình của mình lỗ rồi. Thái độ của chúng ta khiến cho chúng ta có nhiều bạn bè hay là chúng ta có nhiều kẻ thù. Thái độ của chúng ta khiến cho chúng ta thành công hay là thất bại. Thái độ của chúng ta khiến chúng ta sống bình an hay là sống trầm cảm. Thái độ của chúng ta khiến cho hôn nhân của chúng ta hạnh phúc, con cái chúng ta nó đầy đủ với chúng ta hay là rời xa chúng ta. Thái độ là một điều vô cùng quan trọng mà chúng ta cần có bằng hai. Có nhiều người họ có bằng cấp rất là cao nhưng mà họ luôn luôn bị trầm cảm bởi vì họ có một thái độ đối diện với những nan đề trong đời sống họ và họ không biết cách ứng xử như thế nào. Tôi gặp những người mà có bằng cấp là thậm chí là giảng sư của đại học nhưng mà khi một biến cố xảy ra trong đời sống của họ, họ không chịu nổi, họ trầm cảm, họ sống giống như một người giống như người mà trên đường phố. Cho nên đời sống theo Chúa chúng ta cần phải thiết lập cái thái độ sống của chúng ta. Cho nên khi mà thái độ đến cho chúng ta, nó vướng chúng ta trong mọi tình huống nào đó thì cái điều gì nó phản ảnh ra từ chúng ta. Ví dụ như khi quý vị nói cho một câu nói nào đó và cái thái độ mình giận dữ đó có nghĩa là tôi có một thái độ. Khi mà quý vị làm cho tôi tổn thương một câu nói nào là tôi tổn thương, tôi nhớ câu nói gì mà tôi buồn cái gì và tôi không thể gặp mặt cái gì, có nghĩa là tôi đang có một thái độ tiêu cực. Khi một ai đó làm ăn thất bại và bởi vì sự thất bại đó họ trốn tránh và họ không gặp ai hết, họ cảm thấy xấu hổ, đó là thái độ tiêu cực. Một trong những điều mà để chúng ta thành công đó là thái độ tích cực. Thomas Edison là một người mà có thể nó tác minh ra bóng đèn của chúng ta hôm nay. Ông nói rằng ông phải cái lực ông được kể rằng phải tốn khoảng 6.000 lần ông kiếm gì ông mới làm được cái bóng đèn ngày nay chúng ta có. Có nghĩa là một người có thái độ mà luôn luôn thất bại, luôn luôn chúng ta cứ trỗi dậy, luôn thất bại luôn luôn rồi để mà tiếp tục thì đó là dẫn đến cái chìa khóa thành công. Ông nói rằng thiên tài chỉ có 1%, cái người mà thiên tài chỉ có 1% thôi, nhưng mà 99% đó là persistence, là kiên trì, một thái độ kiên trì cho nên dẫn đến sự thành công. Cho nên trong việc khi chúng theo Chúa, chúng ta cần phải học biết được cái thái độ của chúng ta đóng một vai trò rất là quan trọng. Cái thái độ tích cực gồm có tư duy cởi mở, lạc quan và sẵn sàng tiếp thu những cái lời cố vấn như là khuyên hay là học hỏi. Còn cái thái độ tiêu cực có nghĩa là quy quan, lúc nào nhìn mọi sự xung quanh cũng là tiêu cực, ai có gì cứ mình cũng nói dịch lại, cũng chống cự người đó mà mình dịch lại người đó và cố chấp cũng như là không muốn nghe ai nói cả, đó là cái thái độ mà tiêu cực. Cho nên thái độ ảnh hưởng mối quan hệ của chúng ta, thái độ làm giảm đi cái hiệu suất của chúng ta làm việc. Khi chúng ta đang bị ai đó làm chúng ta bực bội và chúng ta giữ cái thái độ bực bội, chúng ta làm công việc không có tốt. Thái độ của chúng ta nó phản ảnh khi những cám dỗ đến cái đời sống của chúng ta vượt qua cám dỗ hay là chúng ta bị cám dỗ luôn của mình. Tất cả những điều này nó quyết định hình thành sự thành công và sự thất bại của chúng ta. Cho nên hôm nay nếu chúng ta nói chúng ta muốn có một đời sống trưởng thành, chúng ta muốn có một đời sống mạnh mẽ, chúng ta muốn có một đời sống mà gọi là chiến thắng tất cả mọi điều, thì thái độ là một chìa khóa vô cùng quan trọng và chúng ta cần phải luyện tập cho mình. Là con cái của Chúa, là những người tin Chúa Giêsu, chúng ta cần biết rằng những cái nghịch cảnh đến với chúng ta nó không phải dùng để hủy diệt chúng ta. Sự tấn công của ma quỷ đến với chúng ta, Chúa không phải cho phép nó đến với chúng ta để tiêu diệt chúng ta. Nhưng mà những nghịch cảnh Chúa đưa đến, Chúa cho phép đưa đến chúng ta, phía sau đó ẩn giấu sự thành công, ẩn giấu cái phước hạnh,
ẩn dấu những cái sự bình an, ẩn dấu sự chiến thắng. Bởi vì sao? Nó lệ thuộc vào thái độ và khi đối diện với những việc này. Tất cả những con người ở trong Kinh Thánh mà chúng ta thấy những người vĩ đại trong Kinh Thánh và những người vĩ đại mà chúng ta thấy ngay cả ở trong hội thánh hay ngoài đời, họ đều nhìn thấy cái ánh mắt của họ cũng như cái sự suy nghĩ tích cực khi họ đối diện với những việc này. Và đây là cái điều mà chúng ta cần phải thiết lập và luyện tập và nhờ ơn Chúa để chúng ta có được điều này. Chúng ta có biết rằng khi mà chúng ta không có một thái độ tốt thì chúng ta sẽ khiến cho nhiều người, cái người chúng ta thương nhất, người xa chúng ta. Tôi trước đây thời gian tôi giúp cho rất nhiều đứa trẻ và có một cái trung tâm chơi thể thao, chơi vũ cầu, chơi bóng rổ, chơi bóng bàn. Có những đứa trẻ nó nói tôi là nó không biết bàn không. Có những đứa trẻ nói tôi là nó thầy không, nó không có cha. Và có người cha tôi gặp, họ nói rằng tạm tôi đi còn. Tại sao vậy? Cái thái độ của chúng ta khiến cho người khác sao với chúng ta. Cho nên là con cái của Chúa, một trong điều quan trọng chúng ta đi theo Chúa. Chúa Giê-xu nói rằng Ngài là gốc nho và chúng ta là nhánh, và cha Ngài là người trồng nho. Và hai nhánh nào mà không kết quả thì cha Ngài chặt bỏ, và nhánh nào có kết quả thì Ngài cha Ngài sẽ tỉa được. Có nghĩa là một trong điều mà chúng ta đi theo Chúa và Chúa luôn luôn tiếp tục làm cho cuộc đời của chúng ta, đó là Ngài tỉa sửa chúng ta để chúng ta có trái, và thậm chí Chúa là cái trái ngươi còn được còn lại lại. Anh không? Thì cứ tỉa sửa chúng ta là tỉa sửa thái độ của chúng ta. Tỉa sửa thái độ của chúng ta. Hồi nãy chúng ta có nói đến Giô-suê đoạn 1 câu 6 câu 7. Chúng ta hãy nhìn xem ở tại đây. Chúa nói với Giô-suê cái này là cái người thay thế Mô-xê để mà lãnh đạo dân Israel. Ngài nói con hãy mạnh dạn và can đảm lên. Chứ nhiều chúng ta không mạnh hơn nữa và can đảm nhiều hơn nữa. Tại sao vậy? Vì con sẽ lãnh đạo dân này vào hưởng đất mà ta thề ban cho tổ của họ. Chúa trời hứa với dân Israel rằng Ngài cho họ một vùng đất, và vùng đất đó sẽ là vùng đất mà họ sẽ hưởng đó là cơ nghiệp. Đây vùng đất lượng sữa và mật, đây là vùng đất và phước hạnh mà Ngài đã thề hứa với Abraham, Isaac và Jacob. Nhưng mà để chiếm lấy vùng đất này thì phải có một ai đó đi chiếm lấy, và người mà chiếm lấy thì phải có một thái độ là gì? Mạnh mẽ, mạnh dạn và can đảm. Có cơ nghiệp gì Chúa muốn, chúng ta muốn Chúa ban cho đời sống chúng ta thì chúng ta cần có sự mạnh dạn và can đảm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải tin lời Chúa để chúng ta bước đi trong những chuyến này. Bởi vì cái hành trình mà Giô-suê sẽ đi qua là hành trình Chúa dẫn đến tới. Không đó được, không biết được. Nhiều người chúng ta cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ban phước cho con, xin Chúa giúp đỡ con. Nhưng mà Chúa giúp đỡ chúng ta bằng cách nào? Ngài giúp đỡ chúng ta là Ngài đưa chúng ta tới những nơi, và tại những nơi đó chúng ta sẽ đối diện với những nghịch cảnh. Và khi chúng ta đối diện nghịch cảnh này, cứ dùng những nghịch cảnh này, cứ chui rèn chúng ta để chúng ta trở nên tốt hơn, để chúng ta bước vào và hưởng những gì chúng ta được. Chúng ta tiếp. Mặc dù Chúa thề hứa, nhưng mà di dụ của Giô-suê lại là mạnh dạn và can đảm. Rồi câu số 7 cũng nhắc lại lần nữa, con hãy mạnh dạn và cực kỳ can đảm. Có nghĩa là Chúa nói là con phải can đảm và mạnh mẽ dạn dĩ, chứ chưa bao giờ con có. Con phải đạt được cái đỉnh cao nhất để con có thể chiến được những gì mà ta dành cho con. Và câu cái gì? Hãy cẩn thận vâng giữ tất cả kinh luật mà Mô-xê đầy tớ ta đã truyền cho con. Đừng xây bên hữu hoặc bên tả, ngõ hầu con được thành công bất cứ nơi nào con đến. Vậy thì phát Chúa dành cho Giô-suê ở đây là gì? Một điều phát Chúa dành cho Giô-suê là con làm chân tôi đến nơi nào thì ta ban cho con. Con làm cái gì con sẽ được thành công. Con đi đến đâu không ai đứng lẫu trước mặt con. Nhưng mà nếu con muốn có được điều này, con muốn kẻ thù không có ngang đề nào có thể cản trở con, không có ai, không có ai có thể đứng trước mặt con mà cản trở con, không có một ngọn núi nào mà con không thể mà san bằng, không có một cái thung lũng nào mà con không có thể lấp đầy, thì con phải mạnh mẽ và cực kỳ can đảm. Anh em quay qua cái bên, hãy mạnh mẽ và cực kỳ can đảm. Bởi khi chúng ta mạnh mẽ và cực kỳ can đảm, chúng ta mới nhận được cái gì Chúa dành cho chúng ta. Anh em ạ.
Rồi. Và cái tiếp chúng nói là hãy vớt giữ tất cả cái luật của Môi-se ở tiền con. Chú không nói là, có phải chú nói là con phải có nhiều tiền, con mới đạt được cái gì mà bây giờ cho con không? Có phải chú nói là con phải có những mối quan hệ mà cấp cao để con đạt được gì cho con không? Con cần có nhiều bạn bè hay là người nào tốt cho con không? Không, no way ở cái này. Cái điều mà chú đòi hỏi lên ông đó là gì? Ông mạnh mẽ, cực kỳ can đảm. Và thứ hai đó là gì? Vâng theo lời của Chúa, không quay qua trái, cũng không quay qua phải. Đến khi gì? À, chú là ngõ hầu con thành công bất cứ nơi nào cũng được. Chỉ là chìa khóa thành công trong gia đình của chúng ta, chìa khóa thành công của chúng ta ở trong việc làm của chúng ta, chìa khóa thành công trong mọi công việc chúng ta làm, nó nằm ở trong chỗ cực kỳ can đảm, mạnh mẽ, cực kỳ can đảm và vẫn giữ lời Chúa của các bạn. Amen chưa? Khi chúng ta nói cái về Chúa thì chúng ta cực kỳ can đảm khi chúng ta vâng lời Chúa. Đó là thái độ của một người trưởng thành và thái độ của người không bị cản trở. Cái người mà đang nóng cháy, đang mạnh mẽ không ai cản được. Cái người mà đang yêu không có ai cản trở người yêu. Dù người là đi làm về mệt nhưng mà cũng nhất định trân trọng người yêu mình. Cái người mà làm việc nguyên cả ngày mệt mỏi nhưng mà về vẫn chắc với người yêu của mình trên online. Tôi biết ngày nay có cặp nào đang làm cái này không? Nhưng mà có điều mà chúng ta sẽ thấy một chuyện rất là rõ ràng, đó là khi chúng ta yêu không ai cản chúng ta được. Bởi chúng ta yêu mạnh, ta yêu là một cái năng lực, là sức mạnh. Cái thánh cho biết là tình yêu mạnh như sự chết, có nghĩa là có hai điều mạnh trên đời này, chết là không gì đổi được hết trơn, thứ hai là yêu. Cho nên quay qua cái bên qua yêu nên được yêu tôi mạnh như chết. Và cho nên chúng ta càng gần Chúa, càng yêu Chúa, càng tin cậy Chúa, chúng ta sẽ trở nên càng trưởng thành và mức độ chúng ta chiến thắng càng cao. Mức độ chúng ta đối diện với những nghịch cảnh chúng ta sợ hãi, đối diện với nghịch cảnh chúng ta biết cách nào ứng xử và vượt qua. Mức độ chúng ta trở nên, chúng ta càng gần Chúa thì chúng ta càng trở nên giống như Chúa. Cho nên khi đọc 4:19 chú dạy chúng ta thế này: hỡi con bé nhỏ của ta, các con bé nhỏ ta, quy các con mà ta chịu đa cơn đau chuyển bụng một lần nữa cho đến khi Chúa cứu thế được hình thành trong các con. Phaolô muốn nói đến điều Phaolô muốn ông cầu nguyện cho những người này để Chúa Giêsu đấng Christ hình thành trong đời sống của họ, có nghĩa là họ càng trở nên giống Ngài. Ê-sai đoạn 26:3-4 thế này: người nào có tâm trí kiên định để nơi đâu, kiên định nơi Chúa, tin cậy nơi Chúa, thì điều gì sẽ ra? Ngài ban cho sự bình an hoàn toàn vì người tin cậy nơi Ngài. Như vậy chúng ta muốn khi mình cuộc đời của chúng ta muốn vượt qua những khó khăn, những nguy hiểm, những thử thách, những nghịch cảnh trong đời sống chúng ta, đó là vì chúng ta kiên định, chúng ta tin cậy nơi Chúa, chúng ta nương dựa vào Chúa và Chúa sẽ ban cho chúng ta sự bình an hoàn toàn. Cái chữ bình an này là một cái chữ gọi là shalom, cái chữ thành công, thịnh vượng, được gìn giữ và mọi thứ trong đó. Cho nên khi mà chúng ta đặt cái sự tin cậy chúng ta nơi Chúa đó, tại sao vậy? Hãy có bốn này: hãy tin cậy nơi Chúa đời đời vì trong Chúa chính Chúa là vầng đá của mình. Như vậy tin cậy nơi Chúa là chúng ta lúc mình trong bóng Chúa, cho nên những phong ba, những bão tố trên đời sống chúng ta nó đều được nó được không ảnh hưởng đến đời sống chúng ta. Nhưng năm trước có người ta có đi một cái giải vẽ tranh, và trong cái vẽ tranh này, cái chủ đề này của vẽ tranh đó là bình an. Và nhiều người vẽ những bức tranh khác nhau, vẽ cảnh biển rất là êm đềm, rồi người khác vẽ cảnh biển một sông hồ im lặng, rồi có những chim chóc nó ca hát, những bức cảnh rất là thanh bình. Nhưng riêng một bức tranh được chú giải, đó là bức tranh ở bên ngoài cây cối ngã và bão tố đang xảy ra xung quanh, nhưng mà trong một hốc đá đó là chim mẹ và chim
con nước đó. Tại sao Đức Chúa Trời được chiếu giải của sự an? Có nghĩa là bình an, không phải bên ngoài bình an, nhưng mà trong ngõ tối chúng ta có thể đứng và chỗ lúc đó khi chúng ta được an. Anh em ơi, cho nên quan trọng là sống của chúng ta không phải sự bình an nơi con người hay cái gì đó giúp chúng ta bình an, nhưng sự bình an của chúng ta bởi vì chúng ta kiên định đứng mình trong Chúa Giêsu. Điểm thứ hai mà chúng ta nói đến thái độ tiêu cực đem đến tai họa. Thứ nhất chúng ta nói là thái độ là gì, và thứ hai chúng ta nói thái độ tiêu cực đem đến tai họa. Khi gặp rắc rối, khi gặp nan đề, nhiều người trở nên bất thường, họ khóc lóc, họ than vãn, họ buồn rầu, họ tự thương hại chính mình, họ tự cáo trách mình, họ tự giận mình. Có người cuồng loạn, có người rủa, nguyền rủa người này, nguyền rủa người kia, nguyền rủa chính mình. Họ cô lập chính mình, họ không muốn gặp gỡ ai hết. Họ hay cãi vã và kích động. Khi mà gặp những nan đề, những hoạn nạn sẽ đến với đời sống mình, có những cái điều tác động đến với đời sống của họ, thì có những người có ý tưởng tự tử, có số người thì nản lòng, bỏ cuộc, họ bỏ thuốc. Có số đến đến với Chúa và thấy Chúa chờ Chúa và Chúa không trả lời, họ chạy đến những thầy bói để mà tìm kiếm câu trả lời. Và tôi là một người một số người thì không đi nhà thờ bởi vì mình đang xảy ra chuyện mình không đi nhà thờ sẽ có biết chuyện của mình, cho nên mình tránh đi nhà thờ, mình trốn Chúa, trốn hội thánh, trốn em mình và từ cô lập mình. Có những người thì hét lên, Chúa ơi, hãy đâu, tại sao chuyện này xảy ra cho con, tại sao bất công xảy ra cho con, tại sao con cũng đi nhà thờ, con làm lời chứng mình chuyện này xảy ra cho con. Và nhiều người họ nghĩ như vậy. Cho nên, đây nói đến gì? Đây là thái độ tiêu cực. Đây là thái độ tiêu cực. Cái thánh cho chúng ta biết rằng, tấm lòng vui vẻ là điều thứ hai, tinh thần suy sụp là xương cốt khô héo. Khi đến bác sĩ, chúng ta đang có một cơn bệnh gì mà tương đối càng trầm trọng hơn hẳn. Bác sĩ sẽ hỗ trợ chúng ta, một là chúng ta có duy trì thì con được ra nè. Và thứ hai, chúng ta có buồn, có giận, có gì thế nào không? Họ hỏi đến cái gì, có cái khác là chúng ta. Đang là thái độ chúng ta nhận thức được tập. Cho nên những người mà cay đắng, những người mà giận hờn, những người mà không tha thứ, những người buồn bã, dẫn đến nhiều cái bệnh trầm cảm, ung thư, tất cả mọi thứ. Điều là ở chỗ thái độ. Kinh Thánh cho chúng ta biết những câu chuyện, những con người mà tiêu cực dẫn tới chuyện xảy ra. Thứ nhất chúng ta nói đến Aaron là thầy tế lễ tượng phẩm và Miriam là một nữ tiên tri. Họ là chị và anh của Môi-se. Họ bất mãn Môi-se bởi vì Môi-se cưới một con gái Ethiopia. Cho nên họ so sánh mình với Môi-se, họ coi thường Môi-se bởi vì này họ so sánh mình với Môi-se và họ nói rằng không phải chỉ mình Môi-se nghe tiếng Chúa không thôi, chúng tôi cũng nghe tiếng Chúa được đấy. Và họ bắt đầu đi nói thành ngữ danh sự cái sự Chúa, có nghĩa là chuyện ở trong nhà họ đem ra ngoài và họ phê bình về tới Chúa là Môi-se. Thì điều gì xảy ra? Cứ kêu họ đến hai người, cứ kêu họ đến đó, ngài kêu họ hỏi họ tại sao các ngươi nói thành đầy tớ của ta. Và tương tự độ Chúa giáng xuống và Môi-se bắt đầu xin Chúa tha thứ cho họ. Riêng Miriam có thể là bà là cái người nói nhiều và đi nói nhiều hơn, cho nên Chúa phạt bà, đó là họ bị lĩnh cung và bị cung tù đó ở bên ngoài 7 ngày. Chúng ta biết không, họ mới là người mà biết Chúa, nhưng mà khi mà có một chuyện gì xảy ra khiến họ bất mãn, khiến họ khó chịu thì cái thái độ bộc lộ ra, và thái độ bộc lộ ra khiến cho chúng ta gặp Chúa phạt. Môi-se lộn đầy tớ rất là được ơn được Chúa sử dụng. Dân Israel làm cho họ cho ông một tội quá, họ biết cằn nhằn lòng vòng vòng, và cái bảo đảm của chúng ta là sống với những người cằn nhằn là còn không dễ lắm. Và ai thích sống với người đó không ạ? Nếu người nào thích dìm ở sống người đó, tôi chẳng được đây này. Ai cằn nhằn không ạ? Tôi sẽ câu đi ở người đó. 24-7 luôn. Không ai muốn sống với cái điều này. Cái thái là thà là ở trên mái nhà, nóc nhà, còn hơn ở chung với người đàn bà hay cả. Có nghĩa là thà ở trên nóc nhà chịu nóng cho đó, những đói cho đó, và ở chung với cái người mà làm bầm trắng cảnh. Quay vào cái bên.
không biết anh chị có không được. Bố xe tôi một lúc không chịu nổi, giống như cái bóng mà thổi quá to rồi. Rồi chúng ta biết được gì xảy ra không? Ông bực quá, chú kêu ông hãy nói cho cục đá này, hãy truyền cho đá này chảy nước ra. Ông giận quá rồi, ông cầm cái cây gậy, ông đập được bốn hai cái nước chảy ra. Rồi chú nói bởi vì nuôi con tôm thẳng tài, ta kêu ngươi nói cục đá, nhưng mà ngươi lại lấy cái gậy tập đó trên hậu đạo này, cái tượng này được không được lợi chú được. Một xem năn nỉ với chúa, chú ơi cho con vào đi. Con bốn gần 40 năm rồi, gần 40 năm rồi à, con sắp sửa già rồi, con lỡ cái lần này chưa nào. Cho nên sống gần những người làm bò cũng phát triển, sống những người làm bò mà trong đời chúng ta khó có tình cảm. Nhưng mà đầu này cho nữa, chúng ta hãy biết rằng bất cứ những gì xảy ra trong đời đó chúng ta cần phải học, đó là khi sức ép đến cái gì nó gạo ra. Nếu như mà cái cam mà chúng ta bóp nó, chúng ta gắt nó thì nó sẽ đạt được à. Nếu như cái chân mà chúng ta nặng nó, chúng ta ép nó thì nó sẽ đạt được. Cái gì ở bên trong chúng ta nó trào ra, đó là thái độ của chúng ta. Cái gì mà chúng ta gây áp lực cho chúng ta, cái gì mà những cái hoàn cảnh xảy đến đời của chúng ta, mà cái gì chúng ta trào ra, nó là thái độ tích cực hoặc là tiêu cực. Anh em chưa? À, và chúng ta sẽ trào ra cái gì chúng ta trào ra những người bên cạnh tới. Nếu chúng ta là chân, chuyện gì xảy ra, con cái mình làm cái gì, chồng mình làm cái gì, cổ thánh làm cái gì, chúng ta sẽ càng áp lực như nào thì sẽ là này nhắc chứ mà không còn đỏ luôn. Qua ngược lại, khi những hoạn nạn thử thách xảy đến người này kia nói chúng ta, nhưng mà chúng ta trào ra cũng cùng một sức ép giống nhau, nhưng mà ra cái nước khác nhau, thái độ khác nhau. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng, cùng một việc đó mà có những người được phước và có những người không phước, có những người thành công nhưng có những người thất bại. Chúng ta coi người kế tiếp, vua Sa-lơ bị bỏ bởi vì không lời, ông canh ghét và bị cắt giết đạo đức, nên ác thần nhập vào ông. Và tôi lo là đánh mất nhà của mình và con trai mình được chết. Chúng ta có biết rằng nhiều người nhà hôm nay bởi vì thái độ của một ai đó, của cha mẹ hoặc của người này người kia đối xử với họ, rồi khiến họ trở nên cái người nghiện rượu, nghiện ma túy. Chúng ta có biết rằng nhà ai ở trong tù, có nhiều người ở trong tù là bởi vì có một ai đó có một thái độ không tốt với họ, và họ không biết cách để làm sao tìm ép mình sẽ làm cái gì cho họ. Hãy suy nghĩ cái này một chút. Chứ nên đừng bao giờ nói tôi sẽ đi làm vào nhiều năm là có tốt, chúng ta phải được tốt từng ngày. Nhưng cái chuyện gì sẽ đến, cái gì mà lại làm được. Chúng ta có thể giấu cái người này, giấu được kia, nhưng mà những người gần chúng ta là những người mà chúng ta nhớ những người tiếp tục. Người tiếp là Apollo. Cái người tiếp chúng ta nói đến Aaron và Miriam. Họ bị thò, họ bị cứu phạt của mình đó là Moses nóng giận, không được giải quyết. Sau lơ, được con trong lầu, thì nên đánh mất mẹ vua và con phải chết. Absalom khi thấy Amnon là anh mình, anh biết con gái cùng cha và mẹ mình, con bà giữ cái sự cay đắng trong tâm trí của mình. Con giết anh của mình là Amnon, ông bất mãn bởi vì David là cha của mình, con sẽ giết con. Cho nên con nổi loạn cướp ngay cho cha mình. Trong thánh cơ chúng ta biết rằng ác luôn được rất là cao, chúng ta tôi vậy. Nhưng mà điều gì đã xảy ra?
để nhận được chỗ ngai vua và cha con và cuối cùng bị săn đuổi và con bị bắt con đi rất là nhiều lần trước ở đây và ông bị rất nhiều lần săn đuổi. Ông có được đứa con trai nhưng mà con đã chết rồi. Thái độ tích cực đem đến tai họa nhưng mà thái độ tốt, thái độ tích cực giúp chúng ta chiến thắng mọi nghịch cảnh, dẫn đến chúng ta sự bình an và hạnh phúc, dẫn đến sự phúc hạnh. Khác biệt giữa người này và người kia không phải tiền bạc, nhà cửa hay là những gì mà chúng ta có, mà khác biệt ở chỗ thân. Vì thái độ của chúng ta sẽ thu hút những gì tốt cho chúng ta hay những gì xấu đến chúng ta. Việt Nam chúng ta có câu rất là quen thuộc đó là đầu nào thì là tiền bạc. Chúng ta có một thái độ xấu, chúng ta không đòi hỏi những gì tốt đẹp cho chúng ta sẽ được. Chúng ta có một thái độ tốt, chúng ta sẽ tin nhận mọi sự xấu của chúng ta thì trở thành. Và ấy là điều tốt. Do đó, khi mà chúng ta có một thái độ tích cực, thì chúng ta sẽ thấy được hạnh phúc, được thành công của chúng ta. Nó sẽ kể đến với những thái độ chúng ta như thế nào. Đời sống chúng ta tốt, xấu, lệ thuộc thái độ của chúng ta. Cho nên những nan đề, những thử thách đến cái đời sống chúng ta, những nghịch cảnh đến cái đời sống chúng ta, nó sẽ dẫn đến một thái độ và thái độ tiếp tục cho chúng ta đi lên và đi lên. Do đó là con cái của Chúa chúng ta không có trốn tránh nan đề, bởi vì không có nơi nào là không có nan đề. Nếu người nào nói rằng tôi ước mơ là cuộc đời tôi không có nan đề, tôi nghĩ người đó là nằm mơ, không tưởng tượng. Sống ảo không thực tế. Tại sao nhiều người ngày hôm nay thích tôi kia, thích cái này cái kia, những cái ghê vân vân, tại sao họ trốn tránh cái sự thật? Những đứa nhỏ nó không một bài, bởi vì bài học là ngang đời họ, cho nên nó tìm được cái thú vui nó ở trong cái ghê và những thứ khác. Nhiều gia đình vợ chồng không gặp gỡ nhau bởi vì ta có những cái thú vui khác nhau. Tôi mới thấy trong trên Facebook gần đây đó là hồi xưa đó thì vợ chồng nào đầu ấp tai gối, nhưng mà ngày hôm nay không biết ai có coi không, ngày hôm nay đó chồng quay lên cái điện thoại, vợ quay lên điện thoại có ai thấy đây không ạ? Thực tế luôn, đúng không? Tại sao thì chúng ta chốt cái những cái điều mà nó chúng ta trở thành ảo. Cho nên nhan đề luôn luôn là có con hậu của chúng ta. Có gì biết chỗ nào không có nhan đề không? Có gì nào mà muốn cuộc đời mình không có nan đề thì tôi sẽ cầu nguyện cái gì tới chỗ đó. Tại chỗ đó là cái chỗ an toàn nhất, không có nan đề, không có buồn bã, không có lo lắng, không có sợ hãi, không ai nói xấu mình hết. Cho nên người nào mà hay giận đó là bởi vì ghét người này, giận người kia, rồi chống đánh người kia, cái chỗ tốt nhất của chúng ta là vào trong cái này. Bởi vì cuộc đời của chúng ta luôn luôn xảy ra nan đề. Tại sao thì bởi vì ta là người tốt đẹp, chúng ta sống trong thế giới tội lỗi, chúng ta tin người khác lừa gạt và người khác hôm nay đã tốt đẹp như này, ngày mai đã tốt đẹp kia, bữa nay là khen chúng ta, ồ em đẹp quá đấy, ngày hôm sau có thể cái người đó trở lại cho em vui, cái chuyện này nó rất là bình thường, đúng không ạ? Cho nên đây là cái xã hội chúng ta sống trong đời, chúng ta sống cho nên không bao giờ phải chống đánh được cái những nan đề, những gì người khác nói với mình. Cho nên có những lúc chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta cầu nguyện Chúa đem nan đề ra khỏi con có nan đề này, con có thiếu thốn này, con đang có căn bệnh này, con có cái gì đó chúng ta đưa ra Chúa, chúng ta cầu nguyện hoài mà Chúa không trả lời.
thì con khuyến khích chúng ta bạn mai phải ở trong đời này trong những gì Chúa ơi, Ngài muốn dạy con gì trong đời này, có cái gì mà con cần thay đổi trong đời này, có sự suy nghĩ nào, có lời nói nào, có cách sống nào mà con cần phải vượt qua. Bởi vì sao Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trong Sa-môn nhì đoạn 22 của con lắm rồi, Ngài tập tay tôi chiến đấu để chắn tay tôi dương nổi của tập. Tại sao chúng ta là cha mẹ chúng ta ép con chúng ta nó đi? Tại sao chúng ta phải dạy nó chạy tới đi luôn để nói chuyện? Tại sao chúng ta phải ép nó đi vô trong trường học bởi vì lúc đó nó không muốn đi học, nó muốn ở nhà? Tại sao chúng ta ép con chúng ta học bởi vì chúng ta muốn nó trưởng thành, chúng ta muốn nó thành công? Và Chúa cũng tương tự như Ngài muốn cuộc đời chúng ta thành công, phước hạnh, cho nên Ngài cho phép những nan đề đến với đời sống chúng ta. Amen. Quay qua của con, cả một Chúa bị nan đề, cả một Chúa bị bệnh cảnh đi, cả một Chúa bị những khó khăn đến với đời sống chúng ta đi. Quay qua của con, đừng trốn nữa, đừng trốn nữa, đừng có trốn nữa, đừng có trốn nữa. Nhưng hãy đón nhận nó với một thái độ tốt, với một thái độ tốt. Hãy coi nan đề là phía sau đó ẩn dấu phước hạnh của Chúa. Hãy coi nó làm sao cái nan đề đó là kết quả cho chuẩn bị ra cho chúng ta. Hãy coi phía sau nan đề đó là một điều gì đó mà Chúa sẽ làm cho chúng ta được kinh nghiệm, được tôn trọng. Hãy coi một nan đề đó, qua cái nan đề này Chúa sẽ được mọi người ngợi khen. Khi một người mà trưởng thành trong Chúa, chúng ta sẽ nhìn thế giới xung quanh chúng ta trong ánh mắt này. Anh em chúng ta sẽ coi một số người trong Kinh Thánh có một vấn đề, nhưng mà cái sự họ phản ảnh lại là thái độ họ trong vấn đề là khác và hoàn toàn có kết quả khác nhau. Kinh Thánh cho chúng ta biết là vua Sầu Lơ và tên Nghi Sơn thì đối diện với tên khổng lồ vua ác, thì tên vua ác này thách thức cho Nghi Sơn: hãy chọn một người giữ được các ngươi ra đấu cho đâu ta, nếu mà các ngươi thắng thì chúng ta sẽ làm nô lệ cho các ngươi, còn nếu ta thắng thì các ngươi sẽ làm nô lệ cho ta. Và tên vua ác này rất là cao, có khoảng 3 foot rồi, rất là mạnh và rất là tên khổng lồ. Dân Nghi Sơn từ vua Sơ Lơ là cái người cao hơn người ta một cái đầu, và cả đạo binh của Dân Nghi Sơn thấy cái này sợ và cứ đứt khoảng cách ra 40 ngày liên tiếp như vậy. Tên Philippines này, tên tổng lộ này lúa xả Dân Nghi Sơn, lúa xả đạo binh của Dân Nghi Sơn, nói về phần của họ mạnh hơn trước. David lo con đi ra đem thức ăn cho các anh của mình, và David khi cái tên khổng lồ này nói với tôi dục nạ dân Chúa, dục nạ Chúa, ông chịu không nổi không ạ? Cái tên này là ai mà dám dục nạ đạo binh của Đức Chúa Trời? Cậu bé 16, 17 tuổi nói chuyện mà dường như là nó không biết nói gì nữa. Nhưng mà chúng ta biết được gì xảy ra không? Cuối cùng cả những tên là không ai đấu hết, và vua Sơ Lơ cũng ai đấu. Anh ta biết được đến gặp vua Sơ Lơ và đã được trình bày: trước đây tôi đã từng đấu với con sư tử, với con gấu, và tôi giết con chim ra khỏi miệng của con sư tử được đấy, và tôi giết nó. Thì tên cái tin này là cái kẻ dục hạ Chúa, dục hạ danh của Chúa, nó cũng sẽ chết trong vậy. Vua Sơ Lơ đồng ý cho đạo đức quốc gia, và đạo đức là làm gì? Ông không mặc vũ khí của vua, không mặc áo giáp, không mặc không cầm gươm gì của vua cả. Ông chỉ ra với trần đánh đá, ông tôi tìm tôi không biết đây có gì để mình nói thế này. Ông dùng 5 cục đá ở dưới xuống, và ông thấm bằng gì những gì trần thì họ có hai cái mình khác nhau, hai cái kết quả khác nhau. Đã tất cả ném đá và cứng vào trán của tên Lý Tùng, tên khổng lồ này đã ngã chết, đã được thể chết, đã đọc phục. Còn danh tiếng của Đức được đổi ra cho một ngày được đổi ra. Chúng ta nên biết rằng những nhân đề, những tên khổng lồ, những người chống đấu chúng ta
biết sao đó là sự nổi tiếng của chúng ta, biết sao đó là phước hạnh của chúng ta, biết sao đó là cái ta rất kỳ vọng chiến thắng được rồi đó. Chúng ta chúng ta biết rằng cả nhà ông được miễn thuế, nhận được những cái tài sản bị phần tử mua bán, còn quyết định chúng để kiện thì sao? Nhưng chúng ta thấy không? Tư duy của người tích cực luôn luôn là sẵn sàng đối diện và vượt qua. Tư duy của người tiêu cực là cho rằng chúng ta phải phản ứng tiêu cực. Một người nữa mà chúng ta có thể nói đến là Sarah Mesak và Abednego, là ba người bạn của Daniel. Babylon vua Nebuchadnezzar, ông đến và ông chiếm lấy nước Juda. Khi ông chiếm lấy thì ông bắt những người làm nô lệ, và khi bắt những người này làm nô lệ thì một điều xảy ra đó là có những người mà gia đình tan nát, tài sản bị mất mát, chiến tranh bởi chiến tranh, rồi họ bắt nhiều người chết cha chết mẹ và con cái tại vì xa rời cha mẹ. Và Sarah Minh Sát và Abednego được gửi vào cung của vua để mà học để làm sao trở thành những người mà vua sử dụng này. Họ thấy được cảnh dư tàn của đất nước họ, họ thấy được cái sự mất mát cha mẹ của họ, họ thấy được những điều tiêu cực này để xảy ra trong sự đất họ. Nhưng mà cái thái độ của họ, cái vua cho họ ăn đồ ăn, cái vua ăn rượu vũ, họ đã làm tôi cho họ ăn đồ này, bởi vì tôi không muốn ăn đồ ăn chính mình, tôi là cô gái được không các bạn. Khi vua dựng lên một pho tượng vàng rất là cao và bắt mọi người phải quỳ dưới cái tượng này, và nếu ai không quỳ thì lại sẽ ném vào trong hồ lửa. Có thể là lúc đó có nhiều người Do Thái và nhiều người bị bắt làm nô lệ giống như họ này, và những người này cúi đầu trước mặt những vị tượng bị quỳ thần này. Nhưng mà Sarah người sáp và Abednego họ không hiểu được, vua cho họ một cơ hội. Nếu mà người cúi xuống lần nữa ta sẽ âm nhạc cái trỗi lên và tất cả tiếng kèn bao lên, và người cúi xuống thì người sẽ thông, nhưng nếu người không cúi xuống thì người sẽ chết, ta sẽ thấy được không được. Và chúng ta biết điều gì xảy ra không? Họ nói rằng tôi vua, đức trời tôi có quyền năng để cứu tôi khỏi mọi người này, nhưng mà dầu ngài không cứu tôi nữa, chúng tôi không quỳ lại tiếp tượng vua lại được đâu. Nhưng chẳng đó không đốt lửa được, nảy cấp bảy đồng hết, và nếu qua người này những người đứng mà ném họ vào trong hồ lửa, những người đó bị ở bên ngoài bị cháy chết. Nhưng mà khi vua nhìn vào trong hồ lửa này thấy giờ có bốn người, bốn người thứ tư dùng như giống như một vị thần, và họ ông vua kêu là Sarah Mesach Abednego, có phải cái trời tôi cứu người không, hay hay và bây giờ sẽ là có gì vậy, những người xung quanh cưới có tóc có bị cháy không, có áo có bị có mùi chết không, không thấy gì cả. Còn vua đã bắt đầu trở mai ai dụng đến đức chúa trời của Sarah Mesach Abednego không được. Chúng ta biết đức tin của chúng ta khi những khi mà Chúa không làm gì cho chúng ta, Chúa không trả lời cầu nguyện chúng ta, những hoạn nạn xảy ra trên đời sống của chúng ta, một con người tích cực luôn luôn vững tin. Khi người ta cám dỗ chúng ta làm một việc, khi những thức ăn ngon, những cuộc tiệc, tất cả những gì đang xảy ra trên đời chúng ta, nếu chúng ta là người mà có thái độ tốt, thái độ tích cực, chúng ta sẽ nói không nô với tất cả người này. Chúng ta không muốn cảm thấy buồn. Và khi chúng ta có thái độ này, khi chúng ta bị thương, khi chúng ta bị thương, nên là chúng ta có một cơ hội chứng kiến tận mắt mình là chưa bao giờ có một phần nào giống như là đức chúa trời của Sarah Mesach và Abednego. Không đức chúa trời nào có thể giải cứu những người này trong lò lửa cho bảy lần. Còn khi đức chúa trời chúng ta nhìn thấy được một người nữa là ai cho ta rất nhiều câu chuyện chúng ta có thể thấy khác những người tích cực và những người mà có thái độ tích cực và những người có thái độ tích cực. Ai cho ta chiến tranh xảy ra mất cha và con phải được mặc quân chê nhận là hậu nuôi và nuôi một con người mà có một cuộc sống mà gia đình mất quá thì rất là dễ dàng thiếu tốt của thương đó. Đến đây sẽ có nhiều người chàng trai đến để mà trả để mà ngủ với mình để phát sinh
nhưng mà PCB thấy được không? Và bởi vì đó Chúa đưa PCB vào trong cung vua thay thế cho bà hậu Bả Thiên và bà trở thành là bà hậu vợ của bà vua Ahasuerus. Và chúng ta phải hiểu một điều, nếu như mà chúng ta sống một đời sống tin Chúa thì tất cả những cái gì mà chúng ta biệt riêng mình cho Chúa, Chúa sẽ chịu. Cái sự trong sạch, sự trong trắng của Esther đã được đưa vào trong cung vua, sự kính sợ Chúa đã đưa Esther vào cung vua và trở thành vợ hậu. Nhưng mà vợ hậu không phải chỉ ở trong một đó. Chúng ta biết gì xảy ra ha? Có một kẻ thù muốn tiêu diệt dân Giu-đa. Và kẻ thù này tên là Hanlay, và ông ta bởi vì ghét dân Giu-đa, bởi vì họ ghét Mạc-đô-chê, cho nên tìm cách để mà treo cổ Mạc-đô-chê và tiêu chuẩn dân Giu-đa. Ông xin vua chiến chỉ để mà tiêu chuẩn cái gì trên này. Mạc-đô-chê khi nghe trên này, ông mới nói tới Esther được. Cô không thể nào vào cung vua gặp vua được, là bởi vì vua ra một lệnh cấm là không ai được gặp vua khi mà vua không mời. Vua đang có một cái chuyện muốn hành động mà vua không gặp ai cả, và ai mà tự động đến xin gặp vua thì người đó sẽ bị xử tử. Cho nên khi nào vua cầm một cây củ việt, cây vương dưỡng của ông mà đưa ra, người đó đụng vào cây vương dưỡng, người đó mới được bắt con. Còn chuyện gì xảy ra? Mà ông chơi nói là nếu mà con ra mà xin vua để Chúa lên trên thì Chúa vẫn có cách để Chúa lên trên. Đừng nghĩ là con làm hoàng hậu ngày hôm nay con sẽ an toàn. Nếu mà cái đường vua đã ban như vậy mà ta biết là con là người Giu-đa thì con không chết trong họ không? Và em tê nói với Mạc Lô Chê như thế này: con vào cầu vua là việc trái luật pháp, nhưng nếu con chết thì còn chết. Khi gặp vua Ahasuerus nghe nói vợ của mình muốn gặp rồi, và tên tôi rút lại và kêu tất cả mọi người hãy kiên ăn cầu nguyện, không ăn không uống trong toàn bà bè. Và đến gặp vua, vua thấy tên tôi vừa đưa cây của người ta và càng thấy tôi nghĩ là họ được thả ở đây chết. Nhưng hắn mình là thế này, vua Ahasuerus nói có thể muốn gì là muốn gì, nàng muốn gì đến nỗi mà đến đây và phải sẵn sàng chết để mà gặp ta. Và vua nói vào câu nói rất là đẹp: ta xin dù không đến nhất còn không đến. ACT có thể sống một đời sống của một cô gái bê tha. ACT có thể sống một đời sống mà buông thả giống như bao nhiêu cô gái khác giữa một xã hội mà bị lưu lạc. ACT có thể yên tâm ở cái chức vụ của một người hoàng hậu. Thái độ của bà đối với những cái nan đề, những nguy nan của dân sự của Chúa và nếu không chết thì chết, nhưng mà tôi sẵn sàng bước ra để mà tôi cứu được con. Đấy là điều mà chúng ta muốn nhìn thấy ngày hôm nay cho con cái Chúa, cho hội thánh. Khi hội thánh có những nan đề, có những khó khăn, khi có những xung đột, ai là cái người bước ra có một thái độ tốt này? Hay là chúng ta sẽ hùa với những con người nào đó để làm cho lộn xộn nhiều hết? Khi mà con người nào đó có một chuyện gì xảy ra xấu đang xảy ra trên đời cho người nào đó, chúng ta hùa nhau, chúng ta làm cho cái câu chuyện nó trở nên đem sự chia rẽ, đem xung đột nhiều hơn, đem nhiều người rời xa hội thánh, hay là chúng ta bước vào trong một chỗ chúng ta sẽ đứng với tại chỗ đó và cầu xin Chúa để một lần nữa xin gì cảm ơn Chúa. Chúng ta tìm kiếm những con người này để cầu xin đúng sao? Chúng ta cùng tin. Chúng tôi phải biết tối nay tôi mệt, tôi mệt đi. Nhưng tôi chẳng sao. Tôi mệt và tôi chẳng mệt. Và tôi phải đi. Nếu tôi mệt thì tôi dọn nhà, tôi bận chuyện này chuyện kia. Nhưng mà tôi vẫn phải giúp đỡ bà con, nâng ăn, tôi có cách gì, tôi có cách gì.
Ví dụ mà tôi bận rộn nhưng mà tôi vẫn đi nhà thờ, tôi vẫn tham gia tổ chức này, tôi vẫn tham gia cuộc đời này. Thì hồi sáng tôi được nhấn mạnh thịnh vượng và đại vượng. Cái ngày đó tôi đi chơi bạn bè, tôi đủ chơi, tôi đi bữa ăn bữa cũng quan trọng, nhưng mà tôi biết là hồi sáng tôi cần tôi có mặt ở đó để cùng biết nhau. Chúng ta cần những con người khác. Còn thắng chúng ta cần những con người khác nhau. Phaolô và Sila giảng cho bạn họ hầu bị Chúa hay đi cầu nguyện, họ giúp cho một cô gái bị người phi công bị đối qua giải cứu cho này, nhưng họ bị đánh đập vô cớ. Ví dụ như thế này, họ than từ Chúa, Chúa ơi, tại sao con hầu Chúa như chuyện này xảy ra với con? Chúa ơi, con làm công việc Chúa mà con đi cầu nguyện mà con đi giảng cho bạn, chứ tại sao cái chuyện này con bị đánh đập như thế? Họ than từ thái độ họ là gì? Họ ngợi khen Chúa, họ cảm tạ Chúa, họ cầu nguyện, tiếng cầu nguyện họ lan lên nguyên cả cái đồn ăn hết chuyện nghe. Và điều gì xảy ra? Trận đất xảy lớn và cửa tù được mở ra và được chào ông cha tù tin nhận Chúa. Chúng ta nhìn thấy ở tại đây khi một người đối diện với tên khổng lồ giống như là David, thì điều gì xảy ra? Họ không sợ hãi những tên khổng lồ. Họ không sợ hãi trước những cái nhan đề to lớn này và họ sẵn sàng đấu thiện với Chúa. Khi một người nào, khi một ai cản trở họ để thờ phượng Chúa, cản trở họ đi nhớ thờ phượng Chúa chứ nhật, khi một ai đó mà cản trở họ thờ phượng Chúa, ai đó kêu họ rủ họ làm cái này làm kia trong những ngày mà thờ phượng Chúa hay buổi cầu nguyện, họ làm gì? Giống như xa đã bê xác ở một tuần thân thiện sụp cú đọc của chúng ta. Khi những hấp dẫn, khi những tổn thương, khi những bất mãn xảy đến khi gặp sau này, khi những con hai xảy đến khi gặp sau này, chúng ta không thể đồng nhận. Chúng ta đến với đồng hồn, tôi sẽ đi đến đồng hồn, tôi sẽ đến với anh chị đồng hồn của tôi, chứ ai có những chuyện đó, chúng là cái sổ hồn và cái chính đáng hồn. Hãy bỏ chạy, nhưng mà bỏ chạy khi chúng ta không. Thì đi qua, thì để em làm, thì bắt bớt em. Chúng ta làm gì? Chúng ta giống như là con lô và sư hoàng. Ngài là Chúa, cảm tạ Chúa và con người. Thế thì là 3-4 câu 7 thì chúng ta được phân tính, yêu thương, Chúa trả lời. Ngài giải cứu họ khỏi mọi điều khốn khổ. Chúa ở gần những người có tâm lòng đau thương và cứu những người có tâm linh khốn khổ. Người công chính gặp nhiều phản nạn, nhưng Chúa giải cứu người. Chúng ta biết khi mà nan đề xảy đến, khi khó khăn xảy đến, một trong những điều thành chúng ta cần gặp lại Chúa, giờ chúng ta chạy đến Chúa, chúng ta nắm cho chúng ta biết Chúa giải cứu chúng ta giải thoát tất cả. Anh em, chúng ta tất cả tất cả những điều khó khăn. Thứ tư là chúng ta biết Chúa là thành trì cho cái nước, là thành lũy trong lúc hoạn nạn. Trong những lúc hoạn nạn, trong lúc bị áp bức, trong tất cả mọi thứ, đừng có trốn ở một mình, đừng có lẩm bẩm, đừng có than phiền, đừng có đoán trách gì này kia, chạy đến Chúa, nức vào bóng Chúa, bởi vì Chúa là đồng tá của mọi người, Ngài là chỗ ở an toàn của chúng ta. Khi chúng ta gặp hoạn nạn, gặp khó khăn, khi Thiên 121 chúng ta, tôi ngước mắt lên Chúa, trong những niệm vào người này, chỗ này, chỗ kia để giúp đỡ mình, tôi ngước mắt lên Chúa, xin giúp đỡ tôi, sự giúp đỡ tôi lên từ đâu, sự giúp đỡ tôi không bao giờ đến nơi người này người kia người nọ, sự giúp đỡ tôi đến từ nơi Đức Chúa Trời là đến chúng ta. Chúng ta làm sao để chúng ta phát triển thái độ tốt là điều mà chúng ta sẽ kết thúc. Nếu có một cái thái độ tốt, thái độ tích cực thì bắt đầu là cái điều mà tốt. Nói lời tích cực, tìm kiếm những gì xảy ra xung quanh, nhìn mọi sự xung quanh mình, đừng nhìn tâm cái tích cực nữa, mà nhìn tâm cái tích cực, nhìn cái tốt đẹp. Người nào mà đối xử xấu với chúng ta, đừng nhìn cái xấu của họ nữa, mà không nhìn những cái tốt của họ. Đừng lẩm bẩm về cái xấu của họ nữa, nhưng mà bắt đầu nhìn thấy những điều tốt và khen họ, khích lệ họ, loại bỏ những rác rưởi trong tâm trí chúng ta, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực của chúng ta. Và chúng ta bắt đầu
tra xét, đây là những suy nghĩ, những lối suy nghĩ này có đúng hay không. Thay đổi thái độ, phá hoại bằng xét nghiệm. Thay vì giận dữ, chúng ta bắt đầu kiểm tra lại mình, nói chuyện ngọt ngào, bắt đầu mềm mại hơn, thay đổi thái độ chúng ta, thì chúng ta làm những nan đề. Rồi thay đổi môi trường. Nếu như chúng ta chơi gần những người mà bạn bè chúng ta, người này luôn luôn tiêu cực, luôn luôn hoàn nàn, luôn luôn oán trách, luôn luôn nhìn thấy đổ lại người khác, thì chúng ta phải đổi môi trường chúng ta, gần những người nào có cần. Có cần biết người đó là anh em cha mẹ của chúng ta, chúng ta phải gần họ, nhưng mà đừng quá gần với những người đó chúng ta nghe còn là bọn thì chúng ta cũng sợ họ. Đúng không ạ? Tôi đừng nói ai, tôi nói ngay cả bộ đồng sư. Tôi ngồi những người gần với người nào nó chơi rồi nói bóc nó méo, tôi biết người này không có tốt. Tôi đang ngồi gần ngồi họ đó, ngồi tôi muốn hẹp. Cho nên đừng nói là một sư sẽ không có nguy hiểm nha. Cho nên chỉ có đầu tôi không biết được. Tôi nói là hơi hơi bóc méo rồi. Cho nên nếu tôi là một sư, tôi dẫn tới đây thì cám dỗ là người này, thì tôi nghĩ là quý vị là tín đồ chắc cũng khó hơn một sư lắm. Anh em à, cho nên hãy tránh xa những cái người này. Okay. Họ có thể là bà con chúng ta không được chúng ta, chứ đừng bắt đầu chúng ta thấy cái này nổ nào. Ok, bye bye, đi về. Bây giờ đừng ở chung đi nữa. Thay đổi môi trường, cái như là thay đổi sự hoài nghi bằng đức tin, thay đổi sự hỗn loạn bằng trật tự, thay đổi sự chia rẽ bằng sự nhất, thay đổi sự nghi ngờ bằng đức tin, thay đổi lời và nói xấu và những lời phát biểu tích cực, thay đổi bằng cái gì lên án thì chúng ta nói như là nói về chuyện nhau, thay đổi thì nói là làm sự tích cực. Anh em, cho nên là chúng ta biết thái độ là gì trong ngày hôm nay, thái độ trực tiếp của cuộc đời chúng ta thì không lo có tốt cách gì cho nữa, chúng ta vẫn luôn như vậy. Anh em, thái độ giúp cho chúng ta trở nên là người khéo léo, chúng ta biết ứng xử và chúng ta sẽ sống đời sống mà dường như miễn nhiễm khỏi những cái bảo tố phong ba trực đời, nó làm cho lòng chúng ta cũng có bảo tố. Bảo tố ở bên ngoài, nhưng mà thái độ tốt, thái độ tích cực thì khiến cho bảo tố giàu ở bên ngoài, nhưng bảo tố cũng có trong lòng chúng ta. Ok, tôi nghĩ là chúng ta có thể. Chúa cho con có một cái tinh thần giản dị và mạnh mẽ cực kỳ là đạo. Và đối Chúa về Chúa ơi, giúp con bị đối diện mọi hoàn cảnh, mọi thứ xung quanh con mà lòng con không bị mòn nữa. Nói Chúa nói với Chúa ơi, Chúa ơi, giúp con có mọi hoàn cảnh, con luôn vững tin nơi nào. Hallelujah. Chúng ta xem rất đề phúc của chúng ta nói với Chúa. Có thể trước mặt chúng ta là một đạo lý và chúng ta thấy nó quá lớn, nhưng hôm nay thái độ của chúng ta sẽ giúp chúng ta vượt qua đạo lý này. Có thể trước mặt chúng ta có những người làm cho chúng ta không có gì, nhưng thái độ của chúng ta được thể lộ ra một thái gì cài đặt không cả tính làm đồng thì nó sẽ được lộ ra sự bảo vệ thì chúng ta sẽ bảo vệ cho đến không còn nữa. Thì chúng ta biết được Chúa là bảo Chúa sinh sức là chúng ta, thì chúng ta biết được Chúa là sinh sức là chúng ta, thì chúng ta là bảo vệ chúng ta. Thế nên là sinh sức rồi. Ok, tôi yêu lời để cầu nguyện hôm nay. Con cảm ơn Ngài vì chính Ngài giờ Ngài sẽ nhắc nhở duy cho chúng ta và giúp tất cả mọi cám dỗ, mọi sự khủng hoảng, mọi nghịch cảnh trên đời sống của chúng ta. Chúng con không sợ hãi, chúng con không tương lai, chúng con không đánh mất nhiều điều gì nữa. Chúng con càng vững tin nơi Ngài, chúng con càng trông cậy nơi Ngài và mắt chúng con càng hướng về Ngài, vì Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của những điều chúng con. Lòng chúng con hướng về Chúa và chúng con tin rằng trong mỗi sự hiện tại làm ích cho kẻ yêu hơn. Là Chúa, là chúng con đừng để qua cảnh này tiêu diệt chúng con.
Nhưng mà hãy để cái quan cảnh này ở dưới chân của chúng con. Hallelujah. Hãy cho con cầu nguyện cho từng con người một. Trong danh của Chúa Jesus Christ con cầu nguyện. Thánh ơi, xin hãy đến sức dầu. Sức dầu cho từng con người một như có mặt ở đây, người trên online. Sức dầu của Chúa sẽ bẻ gãy mỗi lúc của mỗi sự. Phá vỡ mọi đồn đại, những sự suy nghĩ, những sự sợ hãi, những sự bất an. Sức dầu Chúa đến để làm cho họ trở nên mạnh mẽ. Và đâu họ giống như là sức dầu Chúa dầu mới của họ, nhưng họ giống như là con bò rừng được trỗi dậy. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah, con cầu nguyện trong danh Chúa xuống tất cả những đồ lưỡi nào. Những suy nghĩ nào trong tâm trí của sự sợ hãi, của sự nghi ngờ, sự bất an, sự nỗi lo, có cái đường tình tích cực lại với đời sống họ ngay. Trong danh Chúa xuống cầu nguyện với quyền năng của Thánh Linh của Chúa phá vỡ tất cả những đồ lưỡi này. Với lời của Chúa hôm nay chỉ đến với đẹp của danh Chúa, sự sống và sự sống chưa được. Lời Chúa hôm nay giải phóng họ khỏi những điều mà họ quỷ đang treo vào trong họ ngay. Trong danh Chúa Jesus. Nhờ danh Chúa Jesus chặt đứt tất cả những tâm tuần, những gì thích. Đã cầm buộc đời sống họ, khi họ được tự do. Cho hôm nay, ôi cơ chúng con ngày mà được tự do thì đến gần của Chúa, càng đến gần của Chúa họ càng mạnh mẽ, càng đến gần của Chúa họ càng thấy sự ban phước, sự thịnh vượng và sự chiến thắng của đời sống của mình trong danh của Chúa. Giờ đây chúng con xin cầu nguyện như thế này, Chúa ơi, con sẽ không sợ hãi nữa. Chúng con em này, con không sợ hãi, con lo lắng gì, bởi vì được Chúa hứa ngài ở với chúng con, ngài hứa với chúng con là phải mạnh dạn, gan đảm lên. Hallelujah. Ôi ngài sẽ ban cho chúng con những điều mà ngài đã hứa cùng chúng con. Hallelujah. Ngài hứa với chúng con là hãy mạnh dạn và cực kỳ can đảm, hãy cẩn thận làm theo tất cả mọi điều mà Chúa đã truyền cho chúng con. Và không xây bên trái, không xây bên phải, và hầu chúng con đi đến đâu, và Chúa làm điều gì cũng được thành công và thịnh vượng. Nhờ danh Chúa khai phóng tôn thánh này, làm hiện lên cho mỗi đời sống chúng con, đặc biệt cho hội thánh chúng con đây lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng. Đặc biệt hội thánh chúng con tại đây, mỗi người có suy đi ra và thế nhiều linh hồn đã được Chúa. Hallelujah. Các tổ vào cho được một lên và hội thánh nhiều hơn được một lên trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. Chúa ơi, này xin sức dầu cho chúng con, xin làm thôi cho chúng con, và cảm ơn Chúa rồi con cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.